Xe lên. Ê, trời ơi. Có phần đội thứ 3 đi giành được 1 điểm. Chúng ta cúp trời với đây không phải là bạo lực nha. Trời ơi, nắng muốn chết. Vâng, tiếp theo. Pháo lên. Pháo về đi, pháo về. Ngửa lên. Tướng lên luôn. Hai con ngựa về, hai con xe lên. Rồi, chúc mừng đội số Nga chúng ta giành một điểm. Con đó là con tướng mà. Tiếp tục hai đội đá bài nhau, đây là lượt thi đấu thứ ba. Xin mời con. Tướng lên. Xe lên. Tướng về. Ngửa lên. Xe về. Pháo lên. Trời ơi. Chập tướng ơi. Ngựa pháo về. Vâng, chúc mừng đội